Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay huyện ủy Long Thành tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 22 ngày 30 tháng 8 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo và nghị quyết số 01 ngày 22 tháng 5 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng Công an tỉnh Đồng Nai thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện nội dung của các nghị quyết, huyện ủy Long Thành đưa ra các nhóm giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, trong đó đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và năng lực ứng phó khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh, chú trọng xây dựng lực lượng và tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, v.v. Xây dựng công an huyện Long Thành tập trung thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh gọn, mạnh, pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam hôm qua đã có buổi kiểm tra tại các dự án trường học cấp bách trên địa bàn trong điều kiện nhiều địa phương trên địa bàn thiếu trường lớp. Kiểm tra khu vực đã có chủ trương thực hiện dự án trường trung học cơ sở Tân Biên thuộc phường Tân Biên. Ban quản lý dự án cho biết dự án có chủ trương xây dựng từ năm 2017 nhưng do vướng mắc mặt bằng dẫn đến chưa thể thực hiện. Các đơn vị liên quan đang xem xét hoán đổi xây dựng trường mầm non Tân Biên qua khu đất nói trên và chuyển dự án trường trung học cơ sở Tân Biên qua khu đất công gần Ủy ban nhân dân phường Tân Biên rộng 8.000 m2 và dự tính thu hồi thêm 8.000 m2 để thực hiện dự án. Bí thư Thành ủy Hồ Văn Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị rà soát lại quy hoạch, nếu chuyển đổi được vị trí thực hiện dự án thì phải khẩn trương thực hiện nhằm không để xảy ra tình trạng học K3 tại địa phương trong những năm học tới. Kiểm tra tại khu vực xây trường tiểu học Long Bình 1 tại phường Long Bình, Bí thư Thành ủy yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban nhân dân phường nhanh chóng tiến hành kiểm kê, áp giá đền bù để giải phóng mặt bằng, góp phần giảm áp lực cho trường tiểu học Phan Đình Phùng phải mượn phòng học nhờ 7 năm nay. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai do đồng chí Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác mặt trận năm 2023 tại huyện Xuân Lộc. Một trong những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội là huyện đã vận động được trên 200 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, trên 655 triệu đồng quỹ vì người nghèo, đạt gần 110 kế hoạch. Đơn vị cũng phối hợp vận động trao tặng hơn 24.000 phần quà trị giá trên 8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, vận động trên 300 hộ khá giúp các hộ khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Đoàn giám sát đề nghị Xuân Lộc cần thực hiện tốt khối đại đoàn kết, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại địa phương. Ban giám khảo hội thi mô hình xanh sạch đẹp tỉnh Đồng Nai năm 2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát động đang tiến hành chấm thi các mô hình trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thi có 28 mô hình do các huyện, thành phố lựa chọn và đăng ký. Đây là các mô hình mới và các mô hình đã được các ấp, khu phố triển khai và duy trì hiệu quả đến thời điểm này như mô hình chuyển hóa các khu vực ô nhiễm rác thải, nước thải thành các mảng xanh, công trình phục vụ cộng đồng, tuyến đường hẻm sạch, xanh, các công trình trồng cây xanh, phát triển mảng xanh khu dân cư. Tiêu chí để đánh giá chấm điểm các mô hình bao gồm ý nghĩa môi trường, khả năng áp dụng rộng rãi của mô hình có tính sáng tạo đột phá về kỹ thuật, huy động cộng đồng cùng tham gia, có kèm video mô tả sinh động về quá trình và kết quả thực hiện mô hình. Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 11 tới. Ủy ban nhân dân phường Xuân An, thành phố Long Khánh tổ chức lễ ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học Kim Đồng. Lễ ra mắt mô hình đã thông qua quyết định thành lập mô hình, quyết định thành lập ban điều hành mô hình. Theo đó, ban điều hành mô hình có 35 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh, nhà trường tuân thủ luật giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định khi đến đón học sinh, tránh xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.